Ok, hello hello anh em, lại là Healer đây. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm cái plan review và cập nhật tình hình BTC ngắn hạn trong tuần để mà anh em có cái nhìn đường giá của BTC nó chạy trong tuần như thế nào. Ok, thì hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai thì cũng đã đóng một cái nến tuần. Đây anh em thấy đây, một cái nến tuần, một con nến wick ở đây thì nó đóng một cái nến nhấn chìm tăng trong một cái xu hướng tăng này anh em. Với lại cái râu nến nó ở phía phần dưới đây, ở cái giá giá lâu của nó là 38.577 á, khá là xa và nó rút chân lên ở đây. Thì hiện tại thì cũng khá là đẹp ấy, trong một cái xu hướng tăng đây, và ở phía bên trái đây là một cái nhấn chìm giảm và nó có tráp ở trên, nó có tráp ở trên luôn nha anh em. Đây, nó có tráp trên và nhấn chìm giảm. Thì ở dưới đây thì mình sẽ mở những cái khung nhỏ hơn, ở cái đoạn này cũng có thể gọi là tráp này. Đây, nó tráp dưới xong rồi nó rút râu lên. Thì đoạn này khả năng chỉ sideways thôi, sideways trong cái biên ở cái vùng vùng là có thể là lên tới 43, 44, 45k đấy. Ok, thì hiện tại trong tuần này nó cho một tín hiệu tăng trong một cái xu hướng tăng như này. Thì chúng ta sẽ mở những khung nhỏ hơn và phân tích vào để mà đi lệnh nha anh em. Ok, thì trên daily thì anh em thấy là ngay cái đoạn này đúng không, là đỉnh sau nó thấp dần và đáy sau nó cũng thấp dần như này, thấp dần và nó break out được ngay chỗ cái này. Thì nó break out thì chỗ cái chỗ này là cái chỗ swing swing high quan trọng, mà nó break out xong thì nó sẽ đổi market structure từ giảm sang tăng nha anh em. Đây đây, nó break out swing này, nó đổi market structure thành từ giảm sang tăng. Và hiện tại thì mình sẽ có một cái nhịp là view lên thì nó có thể là lên tới những cái swing ở phía bên trái đây. Đây, có thể là vùng 43k hoặc ở cái râu cao hơn ở đây là có thể là 43k6 hoặc nhiều hơn nữa là nó sẽ tìm lại quanh đây 40 45k nha anh em. Và trên khung daily chỗ đây nó cũng có một cái mô hình Quasimodo sell. Thì cũng có thể là BTC nó sẽ có một cái nhịp nó lên, nó test lại cái vùng cản phía bên trái đây là quanh 45k, và có thể là cao hơn một xíu nữa là sẽ test lại những cái râu ở đây 45k8 hoặc là 46k. Điều đó là có thể xảy ra nha anh em. Nó đã đổi cái bias là từ xu thế giảm sang xu thế tăng ngay ở chỗ này rồi. Ok, thì đây là tín hiệu trên khung daily. Ngay chỗ đây cũng có thể vẽ được một cái trendline này anh em, một cái trendline nhỏ nhỏ đây. Đấy, đấy anh em thấy không? Sau khi mà gãy trên line thì đoạn này sẽ có một nhịp hồi thôi, và có thể là hồi chạm trên line chỗ này rồi nó sẽ rơi tiếp sao, đúng không? Điều gì cũng có thể xảy ra đúng không? Thì chỗ này là cái vùng liquidity gap này nè. Đây, chỗ này là vùng gap này. Khả năng thì nó sẽ xuống, nó xuống tới đây và nó sẽ lấp lấp luôn cái gap này á. Nhưng mà thị trường mà đúng không em? Nó đi thiên biến vạn hóa thì mình sẽ phân tích theo nó sẽ đi tới đâu thì mình sẽ phân tích theo. Ok, sẽ chuyển sang cái khung nhỏ hơn nha anh em. Thì tình hình trên BTC là như vậy thôi, khả năng thì trên daily nó sẽ đổi, hiện tại ngắn hạn nó sẽ đổi bias từ từ giảm sang sang tăng, thì có thể là nó sẽ tìm cận lên những cái vùng cao hơn để nó lấy thanh khoản rồi nó rơi xuống như này. Ok, em sẽ chuyển sang H1 luôn, sẽ chuyển sang H1 nha anh em. Đây, thì hiện tại H1 nó đang chạy xong năm sóng và năm sóng tăng điều năm sóng tăng và ba sóng ABC điều chỉnh ở đây. Ok, thì anh em nào mà học Elliott ấy, thì anh em cũng có thể là đếm sóng được trong cái giai đoạn này là sóng 1 này và sóng 2 này, sóng 2 là sóng điều chỉnh và sóng điều chỉnh của sóng 1 này và sóng 3 tiếp diễn xu thế cấp 1 này, sóng 4 này, sóng 4 hồi này và sóng 5 này. Đây, và sau khi mà chạy năm sóng tăng như này thì nó sẽ có ba sóng điều chỉnh ABC như này. Và trên 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 H1, trên H1 thì chỗ này là cái vùng swing swing low quan trọng của cái 2G2 của cái đỉnh ở phía bên đỉnh của sóng năm này. Thì khi mà có một nhịp nó bắt test lại đây. Đây, nó bắt test lại đây thì nó bật lên, em thấy không? Thì mình cũng có đưa cái plan này cho anh em trong nhóm Revit của mình đó, trong mặt Revit HCM nha anh em. Đây, thì ở phía bên trái đây thì cũng có một cái vùng là compression này nè, sau khi nó sideways tích lũy rồi nó lại đâm này. Bên 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 trái xa hơn ở đây cũng vậy nè. Khả năng mà BTC muốn
muốn muốn lên được á, thì bắt buộc nó phải gãy hết cái đoạn sideways tích lũy và ở phía bên trái đây nè, cái đoạn này nè anh em. Đây. Đây, cái đoạn này nha, nó phải bắt buộc phải gãy hết cái đoạn này. Và anh em kéo qua phía bên trái đây thì chỗ này cũng là cái vùng hỗ trợ cũ đúng không? Hỗ trợ cũ sau khi mà break thì nó sẽ thành kháng cự đây. Đây, nếu như anh em kéo dài vào phía này nữa thì cũng có luôn nè. Ở đây là kháng cự nè. Đây, để mình vẽ cho anh em nha. Kháng cự nè. Thành hỗ trợ nè. Thành hỗ trợ nè. Ở đây thành kháng cự nè. Và chỗ đây sẽ thành kháng cự nè. Đấy. Ngay đây nha anh em, ở cái vùng là 43.600. Nếu như mà BTC muốn lên nữa thì bắt buộc nó phải break cái vùng này 43.600. Kháng cự nè, hỗ trợ nè, kháng cự nè và kháng cự nè, bắt buộc nó phải break vùng này thì nó sẽ tìm lên ở những cái vùng cao hơn. Thì ở những vùng cao hơn là vùng nào? Ok, thì chúng ta sẽ dùng Fibonacci extension, Fibonacci mở rộng anh em. Đây. Anh em sẽ đo cái vùng mà nó đã phá đao ở cái sóng đầu tiên đây. Đây. Thì cái vùng đầu tiên là cái vùng 1.618 đây. Thì anh em thấy là đỉnh của sóng 5 đúng không? Nó cũng đã có một cái nhịp chạm cái vùng Fibo 1.618 và nó rút râu. Anh em thấy không? Từ cái vùng là 42.763 và nó đâm về 41.500 XX để đo được bao nhiêu giá nha. Đây. Cũng được 1.200 giá đó. Nếu như anh em nào mà chơi kỹ, anh em có thể là bắt luôn ngay chỗ cái đỉnh sóng 5 này, anh em sẽ ăn một cái nhịp trọn sóng hồi ABC luôn. Anh em giống qua phía bên trái đây thì nó cũng trùng với cái vùng kháng cự ở cái đoạn là compression sideways tích lũy ở phía bên đây, rồi nó đâm ở phía cái dữ liệu lịch sử giá phía bên trái này anh em. Đoạn này nếu như mà anh em short thì anh em cược vẫn được, SL thì anh em đặt trên đây, 43.600 đó. Cái đoạn này anh em ăn cũng được RR11 á, khá là ok đúng không? Thì cái đoạn này đo Fibonacci mở rộng thì nó cho là cái mốc mở rộng lên tới có thể là 2.618 là quanh 44.700. Thì anh em giống qua bên đây thì cũng khả quan đúng không? Khả quan này nó cũng trùng với cái nhịp là cái đỉnh cũ này, cũng như là cái mô hình QM sell đó, Quasimodo sell đó anh em. Thì chỗ này cũng có một cái nhịp là market sắp chơi giảm này đó, thì có thể lên đây nó giảm xuống, nó sẽ tiếp diễn cái xu hướng giảm trên đây thì sao? Có thể là như này. Này đúng không anh em? Đó, rồi nó đâm xuống này, cũng có thể mà đúng không? Nhưng mà bây giờ sóng hiện tại anh em chúng ta là anh em đang view lên đúng không? View lên thì chúng ta sẽ phân tích và đánh lên. Đây, có thể là chạy xong 5 sóng ABC rồi thì đoạn này mình nghĩ là nó sẽ dồn lực sideways tích lũy ở cái đoạn này để mà đầu tiên nó break cái đỉnh này, đỉnh 42.800 XX đây, rồi nó sẽ break tiếp cái đoạn compression ở đây, sideways tích lũy giảm ở phía bên trái đây, là có nghĩa với cái line đen này nè, 43.600, sau đó nó sẽ tiếp lên là cái vùng 2.618 theo như cái Fibo đo breakout của cái sóng 12 ở phía dưới đây nha nè. Đây, cũng có thể là nó sẽ chạy tiếp tục 5 sóng như này. Đây, để mình vẽ luôn cái 5 sóng này cho anh em dễ hình dung nha. Trong trường hợp này nếu như mà sóng 1 nó lên tới này á thì có thể là sóng 1 này là sóng 1 mở rộng đó anh em. Bắt buộc phải gãy cái vùng compression này nha anh em. Gãy luôn hẳn cái vùng này luôn là quanh 43.888 á, 8x á thì nó mới cho một cái xu thế tăng lên được. Còn nếu như mà lên đây á nó cứ dập dà dập dưỡng mà nó không break cụ thể á thì cũng chưa chắc là nó sẽ lên liền đâu nha. Anh em cứ tới đây anh em sẽ quan sát và phân tích kỹ một xíu thì sẽ tìm được ra những cái điểm đến của BTC. Ok, thì đây là một chút về cái plan ngắn hạn của BTC trong tuần này. Mình có thể là view tiếp tục nó một cái xu hướng tăng lên ở những cái vùng là 44.700 XX là cái vùng đầu tiên. Anh em có thể là tham khảo cái plan của em để mà đầu tư trong cái giai đoạn này. Ngó một chút xíu về BTC Dom. BTC Dom thì đây sáng mình cũng view luôn. Thì hiện tại nó đang nằm ngay chỗ cái vùng kháng cự trên khung weekly và có một cái nến nhấn chìm giảm ở đây, nhấn chìm giảm ở đây thì em sẽ kỳ vọng là Dom sẽ có một nhịp giảm và anh coi sẽ sideways trong tuần này hoặc là nó sẽ tiếp tục tiến lên những cái vùng cao hơn, và có thể là anh coi sẽ ăn theo một cái nhịp sóng tăng của BTC cộng với cái việc là cây nến tuần nó có một cái nến là rút chân và pin ba nhấn chìm này khá là đẹp.
và anh em cũng có thể là view trong tuần này anh coi sẽ có một nhịp tăng nha anh em. Anh em tranh thủ ăn cái nhịp tăng này để mà kịp đón Tết nha. Ok, và cuối cùng là chúc tất cả anh em trade may mắn trong cái thị trường crypto này nha. Ok, hẹn anh em vào một cái video ở tuần sau nha. Bye bye anh em.